Cái máy này là cái máy tiêm dưỡng chất tên là Hikos Injector, nó dùng giúp để tiêm dưỡng chất, nhận dưỡng chất sâu vào bên trong da, điều trị một số vấn đề về da, ví dụ như là chị mụn thì để cho chất mụn, những cái tinh chất nào chị nám này nọ, cái thứ gì nó để tiêm dưỡng chất chị nám, thì thông thường nó sẽ hoạt động theo cái kiểu là dưỡng chất sẽ đừng vô cái cây xi lanh này, hình như qua chưa. Và cái này là cái đầu kim thì để nó dẫn dưỡng chất đi sâu bên trong da, tùy vào cái tình trạng da, tùy vào dưỡng chất mà mỗi đầu kim nó sẽ khác nhau. Thì bây giờ sử dụng cái tiêm dưỡng chất này thì thông thường nó cũng áp dụng cho tiêm trên tóc, dùng để đẩy tinh chất tóc để trị một số vấn đề về tóc ha, chị hói đầu hay gì đó thì mình sẽ để cái tinh chất tóc vào. Thì cho nên là cái màn hình sử dụng của cái hàng Hikos ha, chủ yếu là sử dụng để cho cái đầu súng này nó hoạt động. Thì ở trong đây thì nó sẽ có nhiều cái chế độ continuous, drop hay là hydro. Thì cái này mình đã có một cái video hướng dẫn sử dụng của cái máy này ở trên YouTube rồi, các bạn nên đó xem. Nhưng mà chủ yếu là ở trên đây là có những cái bước điều chỉnh, thì các bạn coi chi tiết ở trên đó về cái súng. Thì đây là một cái loại, là nhắc lại là súng tiêm chất cũng như là súng tiêm da đầu để trị một số vấn đề về da, thì có video chi tiết về cái máy này rồi. Thì hiện tại công ty Hàn Quốc thì có thêm hai cái chức năng nữa giúp để bổ trợ tăng lên cái tính năng của cái máy này, đó chính là hai cái đầu này. Về cái tính chất cái đầu này để mà giúp hỗ trợ về vấn đề là mình điều trị da, tiêm dưỡng chất và nắm da đầu, thì cái đầu này nó sẽ có hai đầu. Một đầu này là đầu để tẩy chất đầu chết, là đầu tròn tròn nè, thấy không? Và đầu này là đầu để giảm dưỡng chất, là đầu lăn lăn. Thì mình sẽ sử dụng cùng với dưỡng chất. Thì khi mà sử dụng thì mình chủ yếu là mình trực tiếp là mình bôi những cái dưỡng chất lên cái vùng da đó, xong rồi mình sẽ lấy cái đầu này mình giảm đi. Thì cái cách sử dụng nó như thế nào thì đây là cái dạng như là nó có sạc pin, hoặc là mình sẽ cắm trực tiếp vào. Cái nút này là hiển thị là nút charging, là đang sạc và có điện ha, có thể sạc rời khi mà nó đầy điện ha. Này thì mình cắm trực tiếp vào mình xài, tại vì nó đang tích hợp với máy mình nắm trực tiếp vô xài. Khi mà sử dụng thì mình sẽ mở cái nút này, nó có hai cái đèn, đèn bên đây và đèn bên đây. Mình sẽ sử dụng cái đèn màu đỏ này để cho cái tinh chất mình giảm hay là mình tẩy nó sẽ nằm ở trên màu đỏ này. Cái bên đây là có vùng xay, vùng xay thì diện tích da, ví dụ như diện tích da nó càng lớn thì mình xay cái nút số càng lớn, diện tích da nó càng nhỏ mình sẽ xay cái nút nó càng nhỏ. Dùng để coi cái diện tích da mình xay, thì khi mình dưỡng chất mình cứ đi ha, đưa tinh chất cứ đi. Thì nếu mà tẩy tế bào chết hoặc là tẩy những cái dạng như bước 1 để mà tẩy tế bào da, tẩy những vi khuẩn da, thì mình sẽ dùng cái đầu này ha. Thì sau khi mình đã tiêm dưỡng chất rồi thì bây giờ mình sẽ đầu cái này mình sẽ đẩy thêm dưỡng chất, mình sẽ thay cái đầu bằng cái việc mình sẽ rút ra và mình cắm vô. Nó là đầu USB, mình cứ cắm vô mình thay cái đầu, thì cái đầu này sẽ là đầu đẩy dưỡng chất ha, để dưỡng chất vào. Thì cái đầu này nó là cái gọi là ion, cái đầu này là đầu ion để tẩy tế bào chết. Cái đầu này cũng có thể áp dụng để thải trì được luôn ha, thải trì tẩy tế bào chết cho da. Và đầu này là đầu để đẩy dưỡng chất, di dưỡng chất, là xong cái đầu này tích hợp cho một cái máy này. Tiếp theo là cái đầu này là cái đầu hai phu mini, nó là một cái máy hai phu mini nếu mà mình sử dụng làm đẹp cá nhân riêng. Nhưng mà nó khi tích hợp vô cái máy này thì giúp hỗ trợ để mà vệ sinh da đẹp, da mặt, hoặc là những cái vùng da mà thông thường da đầu nó bị lão hóa thì nó cần phải tăng sinh collagen để nó kích thích mọc tóc cũng như mọc lông lại lên ha. Thì bây giờ cái đầu này nó sẽ là một cái máy hai phu, thì cái cách sử dụng nó cũng khá là tiện dụng. Thứ nhất là mình sẽ bật lên, bật nguồn lên ha. Thì khi mà mình sẽ sử dụng sao, nó có hai loại đèn, đèn đỏ và đèn xanh. Đây là mức cường độ năng lượng ha, trên đây là cường độ 2, 3, 1, 2, 3. Đối với tình trạng da mà da nó mỏng hoặc là da nhạy cảm, da yếu, mình sử dụng mức 1. Da mà chảy xệ nhiều, nó bị lão hóa nhiều thì mình sẽ dùng cái mức năng lượng 2 phu nó cao hơn ha. Ví dụ như ở đây là một mức năng lượng 1 đi chẳng hạn. Thì khi sử dụng nó như thế nào, thứ nhất là mình sẽ bấm cái nút này, nó màu đỏ, mình để chừng 1, 2, 3 giây thì nó sẽ chuyển sang màu xanh. Tiếp tục mình sẽ bấm tiếp tục cái đầu này, nó sẽ đi. Mình bấm một lần ha, nếu mà bấm hai lần nó sẽ tắt nguồn. Bấm một lần thôi, ví dụ bấm một lần đó, nó đi xong và nó chuyển sang màu xanh, mình sẽ dời qua vùng dây tiếp ra ha. Khi mà sử dụng này năng cơ thì với tính chất năng cơ, thông thường mình sẽ đẩy, mình vừa cầm mình vừa đẩy theo. Ví dụ như cái mặt của mình, đây là một cái mặt, thì cái chiều năng cơ của mình nên mình sẽ cầm cái này theo chiều hướng đẩy lên ha. Đừng có đẩy như gì sẽ chả sệ cái da, hình dung ra chưa. Thì đây là hai tính năng mới dành cho cái máy tiêm dưỡng chất. Ngoài cái việc tiêm dưỡng chất thì mình cũng có hai tính năng mới này để mà giúp hỗ trợ về cái việc là chăm sóc tóc và da nó được hiệu quả hơn, đồng thời là sẽ sử dụng này riêng cho những cái tính năng chăm sóc da bình thường cơ bản dùng cho spa của mình ha. Đây là tính chất riêng của nó, đây chính là hai cái option mới của cái máy Hiko Injector. Còn nếu mà sử dụng riêng nó thì chỉ sử dụng bằng súng, thì mình đã có những cái đoạn video về chi tiết sử dụng như thế nào rồi ha.
đó là xong cái máy này. Thì hiện tại cái máy Tyco Injector của Thanh Phúc đã có được thêm hai chức năng nữa để mà sử dụng trong cái máy. Ngoài việc tiêm dưỡng chất, mình còn chăm sóc da và răng cơ, hoặc là dùng để hỗ trợ về cái việc năng da đầu, hỗ trợ về cái việc kích thích tóc được tốt hơn. Hiện tại máy này nó sẽ có hai cái nút nguồn. Cái nút nguồn tròn là dùng để sử dụng chức năng chính của nó. Hiện tại nút tròn nguồn này sử dụng tính năng chính của nó là dùng để tiêm dưỡng chất, cũng như là đẩy dưỡng chất hoặc là trị những cái vùng ví dụ như da tóc, tiêm tóc này là các thứ. Còn cái vùng này, cái công tắc vuông này dùng để sử dụng cho hai cái máy này. Ha, thì mình máy này nó sẽ có hai công tắc như thế này. Rồi xong, thì sau khi sử dụng mọi người vệ sinh đó, mình nhớ là tắt nguồn đầy đủ.